một sự kiện hoành tráng, được tín đồ làm đẹp mong chờ, sắp diễn ra. Mà lần đầu tiên là mình thấy có thẩm mỹ viện mà vừa to vừa đẹp mà lại vừa sang trọng luôn á. Nhìn mọi thứ sắp xếp rất là chuyên nghiệp luôn, rất là thích. Chị rất là thích Diva, vì Diva có đội ngũ y bác sĩ rất là tận tình, cũng như là khi đến và khi về. Và chị sẽ tiếp tục giới thiệu bạn bè của chị đến Diva để thăm khám da và điều trị, giống như chị vậy đó. Mừng khai trương viện thẩm mỹ Diva Trần Đề, tọa lạc tại số 61 đường 30 tháng 4, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Được thiết kế với không gian rộng lớn, hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm mang đến kết quả làm đẹp tốt nhất cho khách hàng. Mừng khai trương vàng, tặng ngàn ưu đãi tới 68%. Đặc biệt, đón siêu ưu đãi hơn 10 tỷ đồng xe Mercedes, xe Vespa, máy giặt Samsung, iPhone 14 Pro Max, ba chỉ vàng 4 số 9, thẻ làm đẹp 10 triệu đồng, bộ mỹ phẩm cao cấp. Tận hưởng top các dịch vụ với mức giá siêu hot. Chiếc lông chỉ 49k, chăm sóc da chỉ 199k, xóa mây, xử lý thâm môi chỉ 199k, điều trị mụn chuẩn y khoa chỉ 299k, trị tàn nhang chỉ 399k, mở biểu bì da chỉ 499k, giảm mỡ chỉ 499k, tắm trắng chỉ 499k, phun mày tán bột chỉ 699k, phun môi collagen chỉ 899k, cái collagen chỉ 1.999k. Ngoài ra, cơ hội nhận hơn 1.000 quà tặng hấp dẫn. Chăm sóc da triệt lông không đồng, son Diva cao cấp, voucher 500k, miễn phí xóa mây hổng, khử môi thâm, soi da công nghệ AI hàng đầu hiện đây. Đến ngay viện thẩm mỹ Diva Trần Đề, ngày 1 tháng 1 năm 2023 để tận hưởng các dịch vụ làm đẹp cao cấp, mức giá vô cùng phải chăng. Đăng ký ngay, chốt liền tay. Cơ hội dành cho 99 khách hàng đầu tiên. Gọi 1900-2222 để được tư vấn miễn phí. Viện thẩm mỹ Diva, phục vụ từ trái tim.